Thưa quý vị, là một trong năm địa phương được chính phủ cho phép thí điểm đón khách quốc tế, hiện ngành du lịch Đà Nẵng đang đẩy mạnh truyền thông quảng bá du lịch đến thị trường quốc tế, đồng thời triển khai một cách bài bản, chặt chẽ phương án thí điểm đón và phục vụ khách du lịch quốc tế tại địa phương. Theo phương án thí điểm đón và phục vụ khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt, thành phố sẽ triển khai theo 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 bắt đầu từ tháng 11 này, sẽ thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói, thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế. Giai đoạn 2 bắt đầu từ tháng 1 năm 2022, sẽ mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế. Và giai đoạn 3 sẽ mở cửa trở lại hoàn toàn, căn cứ vào kết quả thí điểm hai giai đoạn đầu, cũng như tình hình dịch bệnh thực tế. Kỳ vọng rằng là đối tượng khách quốc tế của chúng ta, theo cái chủ trương chung chỉ đạo của Thủ tướng, thì chắc chắn rằng nó sẽ rất là thông tin mới cho Đà Nẵng chúng ta một cách triển vọng, và chúng tôi đang kỳ vọng. Và hầu hết để đáp ứng được việc này thì các cơ sở kinh doanh lưu trú, bên cạnh cái việc mà đào tạo nguồn nhân lực bổ sung và cái khuấy đạo lại cái tuyển dụng, đặc biệt là công tác bảo trì và riêng các chính sách để phục vụ cho cái sản phẩm của mình thì cũng đã có sự xúc tiến rõ ràng. Hiện thành phố đang xét chọn các cơ sở cung ứng, dịch vụ phục vụ khách quốc tế, gồm cơ sở lưu trú là khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu điểm du lịch, sân golf, các đơn vị lưu hành, đảm bảo các điều kiện theo phương án thí điểm được phê duyệt. Căn cứ trên các cái hướng dẫn của ngành y tế thì chúng tôi phối hợp với các đơn vị lưu hành để tiến hành triển khai các cái tour khép kín. Theo đó thì khách du lịch sẽ tham quan, lưu trú tại các cái điểm đã có những cái hướng dẫn kiểm tra về y tế. Đà Nẵng dự kiến sẽ đón hơn 10.000 khách quốc tế trong thời gian tới. Ngoài việc yêu cầu đơn vị cung ứng, dịch vụ phải thực hiện việc đón và phục vụ khách theo hướng dẫn, thành phố cũng yêu cầu khách quốc tế chấp hành và thực hiện các biện pháp cách ly, xét nghiệm theo quy định, phải cam kết tham gia đúng chương trình du lịch trọn gói khép kín đã được cấp phép.